Sau nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án giao thông trọng điểm bị đình trệ nhiều năm tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã được khơi thông trở lại và phấn đấu hoàn thành trong thời gian ngắn sắp tới. Những ngày cuối tháng 10, ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch, dự án xây cầu Tăng Long quy mô đầu tư hơn 700 tỷ đồng đã chính thức được tái khởi công sau nhiều năm bị đình trệ. Tuyến trục kết nối các phường Tăng Nhân Phú A, Long Trường, Trường Thạnh và các khu đô thị lân cận tại thành phố Thủ Đức. 300 lẻ mấy mét vuông thì cái số diện tích đó là hơi lớn với gia đình, tránh đi cái nạn kẹt xe hàng ngày của cái giờ cao điểm á. Thì nên gia đình cũng đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức trong công tác là cả hệ thống chính trị cùng chung tay để vận động người dân trong công tác là bàn giao mặt bằng, để làm sao cùng với cả đơn vị thi công và chủ dự án đẩy nhanh về cái tiến độ. Mai mốt còn đổ đường đây nữa nè. Vui, chịu giờ ta nằm yên đâu, mệt nó vô nằm chút nó đi ra cái nghe ồn ào này ra dồn. Cách đó không xa, cây cầu Nam Lý dài 450m cũng được hợp lòng nhịp chính. Một bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án hơn 900 tỷ đồng sớm về đích. Sau khi đổ bê tông phủ đoạn dầm thép cuối cùng nối liền nhịp chính, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông. Việc hợp long một nhịp chính của một cây cầu thực ra không mang nhiều cái giá trị về khối lượng thi công quá lớn. Tuy nhiên, đối với cầu Nam Lý, một trong bốn cây cầu bị đình trệ nhiều năm tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc hợp long hôm nay thì giúp cho nhà thầu có thêm cái động lực để mà tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành vào dịp 2 tháng 9 sắp tới. Ban giao thông cũng như các đơn vị thi công cũng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các cái dự án, đặc biệt là trong nhóm mà các công trình đã được bàn giao sau một thời gian chờ đợi, thể hiện cái sự quyết tâm đóng góp vào cái tiến độ chung của các công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Sau cầu Tăng Long và Nam Lý được tái khởi động, hàng loạt cây cầu huyết mạch khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè cũng được đẩy nhanh tiến độ, sớm thông xe, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cho khu vực, cũng như đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.